Xin chào tất cả các em. Tiết trước cô và các em đã tìm hiểu nội dung kiến thức của quần thể, mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu tiếp nội dung kiến thức của bài 37 và bài 38, các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật. Bài học hôm nay gồm những nội dung như sau. 1. Tỷ lệ giới tính. 2. Nhóm tuổi. 3. Sự phân bố cá thể của quần thể. 4. Mật độ cá thể của quần thể. 5. Kích thước của quần thể sinh vật. 6. Tăng trưởng của quần thể sinh vật. Đây chính là 6 đặc trưng cơ bản của quần thể. Và một phần nữa chúng ta cần tìm hiểu đó là tăng trưởng của quần thể người. Bây giờ chúng ta cùng vào đặc trưng đầu tiên của quần thể là tỷ lệ giới tính. Tỷ lệ giới tính là gì? Tỷ lệ giới tính được hiểu là số lượng. Tỷ lệ giới tính được hiểu là tỷ lệ giữa số lượng cá thể đực trên số lượng cá thể cái trong quần thể. Tỷ lệ giới tính nó có thay đổi ở các loài sinh vật hay không? Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đặc điểm của tỷ lệ giới tính. Ở đa số các loài sinh vật, tỷ lệ giới tính sẽ xấp xỉ là 1:1. Vậy tại sao ở đa số các loài sinh vật tỷ lệ này lại xấp xỉ là 1:1? Các em có thể giải thích bằng cơ chế, đó là sự phân ly của cặp nhiễm sắc thể giới tính trong quá trình giảm phân tạo giao tử và sự tổ hợp trong quá trình thụ tinh. Vào năm 2019, ở Việt Nam, tỷ lệ khi sinh ra bé trai và bé gái là 111,5 bé trai trên 100 bé gái, dẫn đến mất cân bằng về giới tính là nam thừa và nữ thiếu. Trong tương lai có thể ảnh hưởng xấu đến cấu trúc dân số. Do vậy, chúng ta không nên phân biệt giới tính và không lựa chọn giới tính của thai nhi. Đặc điểm thứ hai, tỷ lệ giới tính có thể thay đổi tùy từng loài. Vậy, nguyên nhân nào làm tỷ lệ giới tính thay đổi theo loài? Chúng ta sẽ tìm hiểu 3 nguyên nhân sau đây. Nguyên nhân đầu tiên là đặc điểm sinh lý. Thứ hai là điều kiện sống của môi trường. Và thứ ba là tập tính của sinh vật. Bây giờ cô và các em sẽ cùng phân tích 3 ví dụ để hiểu rõ hơn về các nguyên nhân làm cho tỷ lệ giới tính sẽ thay đổi ở một số loài. Ví dụ đầu tiên là ở loài muỗi. Tỷ lệ giới tính ở loài muỗi là muỗi đực sẽ sống ở một nơi riêng với số lượng nhiều hơn so với muỗi cái. Vậy, nguyên nhân của việc muỗi đực sẽ tập trung ở một nơi nhiều hơn so với muỗi cái là gì? Đó là do sự khác nhau về đặc điểm sinh lý giữa con đực và con cái. Do ở muỗi đực, sử dụng thức ăn chủ yếu là nhựa cây, còn ở muỗi cái, thức ăn chủ yếu là máu. Nguyên nhân là do muỗi cái phải sử dụng protein trong máu để giúp sản sinh ra trứng, nên muỗi đực thường là tập trung ở một nơi, còn muỗi cái thì thường là bay đi để hút máu. Chúng ta phân tích sang ví dụ thứ hai. Đối với loài kiến nâu, khi mà kiến nâu này đẻ trứng ở điều kiện nhiệt độ thấp dưới hơn 20 độ C thì trứng sẽ nở ra toàn cá thể cái. Còn nếu nhiệt độ lớn hơn 20 độ C thì trứng nở ra hầu hết là cá thể đực. Các em quan sát vào ví dụ có thể nhận ra được tỷ lệ giới tính ở kiến nâu này thay đổi phụ thuộc vào điều kiện sống của môi trường. Cụ thể ở đây là nhiệt độ. Chúng ta sang tiếp ví dụ thứ ba. Ở gà, hươu và nai, số lượng cá thể cái nhiều gấp 2 hoặc 3 lần hoặc có thể đến 10 lần so với số lượng cá thể đực. Nguyên nhân ở đây là do đặc điểm sinh sản và tập tính đa thê ở loài động vật này. Tập tính đa thê nghĩa là một cá thể đực có thể giao phối được với nhiều cá thể cái. Vậy tỷ lệ giới tính có ý nghĩa như thế nào đối với quần thể?
Chúng ta đi tiếp phần 3 nhỏ, đó là ý nghĩa. Tỷ lệ giới tính sẽ đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể trong điều kiện môi trường thay đổi. Những hiểu biết về tỷ lệ giới tính sẽ giúp người chăn nuôi điều khiển được tỷ lệ cá thể đực và cái để có hiệu quả kinh tế cao. Ở đây cô có 3 ví dụ. Ví dụ đầu tiên là trong nuôi tầm, thì tầm đực sẽ nhả tơ nhiều hơn so với tầm cái, nên người nông dân sẽ ưu tiên chọn nhiều cá thể tầm đực để tiến hành nuôi. Ví dụ thứ hai là trong nuôi cá rô phi. Đối với cá rô phi đơn tính thì cá thể đực sẽ sinh trưởng nhanh hơn từ 15 cho đến 18% so với cá thể cái. Và khi nuôi trong vòng từ 4 đến 5 tháng có thể thu được cá thể đực có trọng lượng từ 0,4 đến 0,6 kg và có thể khai thác để bán được. Ví dụ thứ ba là trong quá trình nuôi gà thì cứ một con gà trống người ta có thể nuôi kèm theo đó từ 6 đến 10 con gà mái tùy loài. Vì gà tập tính đa thê ở loài này và khi chúng ta giảm cái số lượng gà trống thì giảm được cái mức độ hiếu chiến giữa các cá thể gà và lúc này sẽ giúp làm tăng hiệu quả kinh tế. Bây giờ chúng ta qua đặc trưng thứ hai của quần thể sinh vật, đó là đặc trưng về nhóm tuổi. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về tuổi thọ. Dựa vào tuổi thọ, nhóm tuổi được chia ra thành 3 nhóm. Thứ nhất là tuổi sinh lý. Tuổi sinh lý là gì? Đây là khoảng thời gian sống có thể đạt đến của cá thể. Thứ hai là tuổi sinh thái. Tuổi sinh thái là thời gian sống thực tế của cá thể. Thứ ba là tuổi quần thể. Đây là tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể. Ngoài ra, dựa vào khả năng sinh sản của các cá thể trong quần thể, người ta có thể chia ra làm 3 nhóm tuổi. Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản và nhóm tuổi sau sinh sản. Khi sắp xếp liên tục các nhóm tuổi từ cá thể non đến cá thể già, hình thành nên tháp tuổi, đối với người thì gọi là tháp dân số. Các em có thể quan sát trên màn hình. Đây là cấu trúc của một tháp tuổi. Về phân loại, có 3 loại tháp tuổi. Về cấu trúc của tháp tuổi thì các em đã học rồi ở môn địa. Ở đây cô cũng phân tích lại để cho các em nắm. Loại tháp tuổi thứ nhất đó là tháp tuổi phát triển. Các em có thể quan sát hình. Đây là loại tháp có đáy rộng, đỉnh nhọn, số lượng cá thể non nhiều, số lượng cá thể già ít. Và ở đây là cái tỷ lệ sinh cao, tỷ lệ tử thấp và đây là quần thể trẻ. Các em quan sát tiếp loại tháp tuổi thứ hai là tháp tuổi ổn định. Đối với loại tháp tuổi ổn định này, các em thấy là đáy rộng vừa phải, cạnh tháp thẳng, tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử sắp xỉ ngang nhau. Và đây là quần thể trưởng thành. Loại tháp tuổi thứ ba là tháp tuổi suy thoái. Với loại tháp tuổi này, các em thấy là cái đáy của nó hẹp, đỉnh rộng. Nhóm tuổi trước sinh sản ít hơn nhóm tuổi sinh sản và nhóm tuổi sau sinh sản. Quần thể có thể bị suy vong. Vậy cấu trúc nhóm tuổi của quần thể có ổn định hay là thay đổi bởi những yếu tố của môi trường? Chúng ta tìm hiểu sang tiếp phần thứ ba, các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc nhóm tuổi. Có rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc nhóm tuổi. Ở đây cô chỉ đưa ra hai yếu tố ảnh hưởng. Thứ nhất là phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Điều kiện môi trường ở đây có thể là do điều kiện của khí hậu về nguồn dinh dưỡng. Ví dụ, vào thời gian rét đậm, các em thấy là trong quần thể động vật, các cá thể non và cá thể già sẽ chết nhiều hơn cá thể trưởng thành. Hoặc là vào mùa xuân, hè, các quần thể động vật, thực vật, số cá thể non sẽ đông hơn số cá thể già. Ngoài ra, cấu trúc nhóm tuổi còn chịu ảnh hưởng của đặc điểm sinh sản. Ví dụ, đối với loài cá hồi hay là cá trình,
sẽ khi sinh sản sẽ di cư về nơi chúng sinh ra để tiến hành sinh sản. Và sau khi sinh sản xong, đa số các cá thể này sẽ bị chết đi. Vậy đối với quần thể cá hồi hoặc là cá trình thì nhóm tuổi sau sinh sản thường rất ít hoặc là bằng không. Vậy, việc nghiên cứu về nhóm tuổi có ý nghĩa gì đối với đời sống của con người? Để phân tích chỗ này, các em có thể quan sát hình. Đây là hình mô tả cấu trúc tuổi của quần thể cá ở 3 mức độ đánh bắt khác nhau. Quan sát hình, các em có thể nhận thấy được đối với loài cá này thì tuổi 5 là tuổi trưởng thành, và ở cái tuổi này kích thước của cá thể gần đạt kích thước tối đa. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích hình. Ở hình A, khi quan sát hình, các em sẽ thấy là khi đánh bắt cá thì người ta quan sát trong mẻ lưới sẽ thấy có rất nhiều cá ở tuổi 2, tuổi 3 và tuổi 4 và rất ít cá trưởng thành. Đối với quần thể này là quần thể đã bị khai thác quá mức và cần dừng quá trình khai thác lại. Đối với hình B, trong một mẻ đánh bắt thì người ta sẽ thấy cá ở tuổi 5 chiếm tỷ lệ rất là nhiều, theo sơ đồ là trên 43%, thì đây là quá trình khai thác hợp lý. Đối với hình C, trong mẻ đánh bắt thấy có rất nhiều cá ở tuổi 7, tuổi 8 và tuổi 9, đa số là cá già. Thì trong trường hợp này, con người chưa khai thác hết tiềm năng của môi trường và cần có kế hoạch khai thác hợp lý. Vậy, việc nghiên cứu về nhóm tuổi sẽ giúp bảo vệ và khai thác tài nguyên thiên nhiên có hiệu quả. Ngày nay, người ta thường khai thác các cá thể con non, ví dụ như là cá rô bí hoặc là cá rồng rồng. Cá rồng rồng đó là cá lóc non để làm thực phẩm. Thì cái việc mà khai thác cá non làm thực phẩm như vậy sẽ làm giảm đi cái lực lượng để bổ sung cho cái số lượng cá thể ở tuổi sinh sản và có thể dẫn đến giảm số lượng cá thể của quần thể và quần thể có thể bị diệt vong. Do vậy, không nên sử dụng thực phẩm được chế biến từ các cá thể non. Chúng ta qua tiếp đặc trưng thứ 3 của quần thể. Đó là sự phân bố cá thể trong quần thể. Sự phân bố cá thể trong quần thể này có 3 kiểu phân bố. Đầu tiên là phân bố theo nhóm. Đây là quần thể các con sao biển tập trung thành nhóm. Phân bố đồng đều, đây là chim hải âu. Phân bố ngẫu nhiên là quần thể của hoa bồ công anh. Vậy, sự phân bố cá thể trong quần thể theo 3 kiểu này sẽ có đặc điểm và ý nghĩa như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu. Chúng ta đi vào phần 1 nhỏ là phân bố theo nhóm. Trên màn hình là có 2 hình. Đây là hình thực tế nhóm cây bụi mộc hoang dại. Đây là hình mô phỏng phân bố theo nhóm. Dựa vào quan sát hai hình, các em có thể nhận thấy được rằng phân bố theo nhóm nó sẽ có đặc điểm như thế nào. Khi điều kiện môi trường sống phân bố không đồng đều, các cá thể sẽ tập trung với nhau thành nhóm. Ví dụ như là cây thì sống thành bụi, hoặc là động vật sống thành bầy đàn, và các cá thể hỗ trợ nhau trong hoạt động sống. Việc phân bố theo nhóm này sẽ giúp hỗ trợ lại điều kiện bất lợi của môi trường. Trong 3 kiểu phân bố cá thể trong quần thể thì phân bố theo nhóm đây là kiểu phân bố phổ biến nhất. Chúng ta qua tiếp kiểu phân bố thứ hai là phân bố đồng đều. Đây là hình của chim hải âu làm tổ. Đây là hình mô phỏng phân bố đồng đều. Các em quan sát hình thực tế và hình mô phỏng để có thể nắm ra được đặc điểm của phân bố đồng đều là gì. Là do điều kiện phân bố đồng đều và các cá thể sẽ cạnh tranh nhau, nên ý nghĩa của kiểu phân bố đồng đều là giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể. Chúng ta sang kiểu phân bố cuối cùng là phân bố ngẫu nhiên. Đây là hình trong tự nhiên, các cây gỗ phân bố ngẫu nhiên trong rừng mưa nhiệt đới. Đây là hình mô phỏng lại kiểu phân bố ngẫu nhiên. Các em cũng quan sát hình
và nắm ra đặc điểm của phân bố ngẫu nhiên. Trong phân bố ngẫu nhiên này thì điều kiện sống cũng phân bố đồng đều, nhưng mà cái mức độ cạnh tranh giữa các cá thể sẽ không gay gắt hoặc là không có cạnh tranh. Ý nghĩa của hình thức phân bố ngẫu nhiên là giúp cho sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng của môi trường. Thì các em thấy rằng mỗi kiểu phân bố đều có ý nghĩa sinh thái riêng, nhưng nhìn chung, sự phân bố cá thể trong quần thể nhằm giúp cho các cá thể khai thác được tối ưu nguồn sống của môi trường. Chúng ta sang tiếp đặc trưng thứ tư của quần thể, đó là mật độ cá thể trong quần thể. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về mật độ là gì. Các em quan sát lên màn hình. Đối với cây thông thì mật độ là 1.000 cây trên 1 hecta. Đối với sâu rau thì mật độ là 2 con sâu trên 1 mét vuông. Và mật độ dân số ở Việt Nam được tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019 là 290 người trên 1 km vuông. Từ những hình các em vừa quan sát xong, các em khái niệm giúp cô mật độ cá thể trong quần thể là gì? Mật độ cá thể trong quần thể đó chính là số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể. Vậy, mật độ cá thể trong quần thể nó sẽ có những đặc điểm nào? Chúng ta đi tiếp phần 2 nhỏ là đặc điểm. Các em quan sát sơ đồ trên màn hình. Khi điều kiện môi trường sống thuận lợi, lúc này sinh sản tăng và tử vong giảm. Thì khi điều kiện môi trường sống thuận lợi, các cá thể nó sẽ sinh trưởng phát triển tốt và dẫn đến đó là tăng số lượng cá thể. Mật độ cá thể tăng. Khi mật độ các cá thể tăng thì các em đã học rồi ở bài số 36. Số lượng cá thể trong quần thể quá nhiều thì dẫn đến là các cá thể sẽ cạnh tranh nhau, dẫn đến sức sinh sản giảm, tử vong tăng và mật độ cá thể giảm. Qua sơ đồ vừa phân tích, các em có thể thấy được đặc điểm của mật độ cá thể trong quần thể nó sẽ có những đặc điểm sau. Đặc điểm đầu tiên là mật độ cá thể trong quần thể không cố định. Thì cái mật độ này có thể thay đổi theo mùa, theo năm hoặc là theo điều kiện môi trường. Ví dụ, vào mùa mưa, các em thấy là số lượng ếch nhái tăng lên và lúc này là mật độ cá thể trong quần thể sẽ tăng. Đặc điểm thứ hai, mật độ cá thể trong quần thể có ảnh hưởng đến mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường, đến khả năng sinh sản và tử vong của cá thể. Các em có thể quan sát một ví dụ. Đây là một cái ao người ta nuôi cá lóc với mật độ khá cao. Khi nuôi với mật độ cao vượt quá mức cho phép thì dẫn đến là giữa các cá thể sẽ cạnh tranh nhau về nguồn sống. Cá thể nào khỏe mạnh thì còn sống và cá thể nào không khỏe mạnh, không cạnh tranh lợi thì bị chết. Khi như vậy thì nó sẽ giảm mật độ để phù hợp cho sự đáp ứng của môi trường. Trong 6 đặc trưng cơ bản của quần thể thì mật độ đó chính là đặc trưng cơ bản nhất của quần thể sinh vật. Bây giờ một vấn đề đặt ra. Theo các em nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta trồng rất nhiều cây cải con trong một cái diện tích nhỏ? Thì khi quan sát trên hình, các em sẽ thấy là có những cây cải lớn hơn và có những cây cải nhỏ hơn. Vậy những cái cây lớn này là những cái cây nó khỏe, có khả năng vươn cao để nhận ánh sáng, rễ phát triển mạnh, sinh trưởng mạnh để có thể nhận được nhiều chất dinh dưỡng. Còn những cây nhỏ hơn, yếu hơn thì có thể còi cọc và sau một thời gian bị chết. Vậy việc chúng ta ứng dụng những hiểu biết về mật độ cá thể vào trong đời sống như thế nào? Chúng ta qua phần ý nghĩa. Các em quan sát trên màn hình, đây là rừng cây cao su được con người trồng với mật độ cho phép được. Tất cả các cây trong rừng này đều nhận được điều kiện tối ưu của môi trường. Do vậy, cần phải nuôi trồng sinh vật với mật độ hợp lý và làm cho hiệu quả kinh tế cao.
riêng đối với quần thể người. Khi mật độ dân số quá cao thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến môi trường sống và chất lượng dân số? Các em thấy rằng khi mật độ dân cư quá cao thì sẽ làm chất lượng môi trường sống bị giảm sút, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vậy, ở quần thể người, việc nghiên cứu mật độ cá thể trong quần thể nhằm thứ nhất là xác định được tiềm năng, chiến lược phát triển kinh tế và xã hội. Thứ hai, sẽ có những biện pháp để giải quyết, khắc phục các vấn đề ở từng khu vực. Bây giờ chúng ta đi tiếp đặc trưng thứ 5 của quần thể, đó chính là kích thước của quần thể sinh vật. Chúng ta sẽ đi vào khái niệm kích thước của quần thể. Các em có thể quan sát lên màn hình. Đối với quần thể hoa đỗ quyên ở tỉnh Vĩnh Phúc thì có khoảng 150 cây trên một quần thể. Ở quần thể voi thì có khoảng 25 con. Vậy từ đây các em có thể khái niệm giúp cô kích thước của quần thể là gì? Thì kích thước của quần thể có thể hiểu được như sau. Kích thước của quần thể là số lượng cá thể hoặc khối lượng hoặc năng lượng được tích lũy trong các cá thể, được phân bố trong khoảng không gian của quần thể. Đối với loài có kích thước cơ thể nhỏ thì thường hình thành những quần thể có số lượng cá thể lớn và ngược lại. Ví dụ, các em có thể quan sát một quần thể voi và một quần thể kiến. Thì đối với quần thể kiến, số lượng cá thể trong quần thể đó sẽ nhiều hơn quần thể voi rất là nhiều. Kích thước của quần thể sinh vật có thể dao động từ giá trị tối thiểu đến giá trị tối đa. Vậy, tại sao kích thước của quần thể sinh vật lại dao động như thế? Chúng ta tìm hiểu tiếp phần 2 nhỏ. Kích thước tối thiểu và kích thước tối đa của quần thể. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu kích thước tối thiểu là gì? Kích thước tối thiểu của quần thể sinh vật đó chính là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển. Vậy vấn đề đặt ra ở đây, nếu số lượng cá thể dưới mức tối thiểu thì quần thể sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu. Khi kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, thì lúc này quần thể sẽ suy giảm và sẽ có thể bị diệt vong. Vậy nguyên nhân nào làm cho quần thể bị diệt vong khi kích thước của quần thể xuống dưới mức tối thiểu? Chúng ta có thể tìm hiểu một số nguyên nhân như sau. Khi số lượng cá thể quá ít, thì sự hỗ trợ nhau giữa các cá thể trong quần thể sẽ giảm. Hỗ trợ nhau về chống kẻ thù, hỗ trợ nhau về tìm thức ăn hoặc là bảo vệ lãnh thổ. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích nguyên nhân tại sao khi kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể sẽ bị diệt vong. Nguyên nhân đầu tiên là khi số lượng cá thể quá ít thì sự hỗ trợ giữa các cá thể, sự hỗ trợ về kiếm ăn, về chống kẻ thù sẽ bị giảm. Khả năng sinh sản giảm, số lượng ít thì cái việc gặp gỡ giữa các cá thể trong quần thể sẽ ít và dẫn đến là cái sự giao phối sẽ giảm. Và từ đó giao phối gần sẽ thường xảy ra. Về giao phối gần thì các em đã học rồi ở bài 16. Giao phối gần xảy ra sẽ dẫn đến là tăng kiểu gen đồng hợp và cái khả năng xuất hiện những tính trạng xấu rất là cao. Theo điều tra của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, số lượng cá thể của voi, của hổ hay là của tê giác còn lại rất là ít và đang ở mức báo động. Do vậy, việc bảo tồn những sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng là vấn đề cấp bách cần đặt ra. Chúng ta tìm hiểu tiếp kích thước tối đa. Kích thước tối đa là gì? Chúng ta cần tìm hiểu khái niệm về kích thước tối đa. Kích thước tối đa đó là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được phù hợp với khả năng cung cấp của môi trường. Nếu kích thước của quần thể quá lớn thì giữa các cá thể sẽ xảy ra sự cạnh tranh. Sự cạnh tranh này ngày càng tăng, dẫn đến các cá thể sẽ di cư hoặc là tử vong cao. Vậy kích thước của quần thể sinh vật sẽ chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào? Bây giờ chúng ta cùng quan sát sơ đồ trên màn hình. Bây giờ chúng ta cùng quan sát trên màn hình. Khi có sự nhập cư hoặc là sinh sản
thì kích thước của quần thể sẽ tăng lên. Và ngược lại, khi có sự tử vong hoặc là xuất cư thì kích thước của quần thể sẽ giảm xuống. Quan sát trên màn hình, các em thấy là có 4 nhân tố chính ảnh hưởng đến kích thước của quần thể. Bây giờ chúng ta cần tìm hiểu là những nhân tố này là gì. Sức sinh sản của quần thể được hiểu là khả năng sinh ra các cá thể mới của quần thể trong một đơn vị thời gian. Mức độ tử vong của quần thể. Mức độ tử vong của quần thể là số lượng cá thể bị chết trong một khoảng thời gian. Nhân tố thứ ba là nhập cư. Nhập cư là hiện tượng một số cá thể ở ngoài quần thể chuyển sang sống trong quần thể. Và nhân tố cuối cùng đó là xuất cư. Đây là hiện tượng một số cá thể rời bỏ quần thể của mình và chuyển sang nơi sống mới. Chúng ta sang đặc trưng cuối cùng của quần thể sinh vật, đó là tăng trưởng của quần thể sinh vật. Các em quan sát đồ thị trên màn hình. Đây là đồ thị mô tả đường cong tăng trưởng của quần thể sinh vật. Trục hoành đó chính là thời gian, trục tuân đó là cái sự tăng trưởng của quần thể. Đường biểu diễn màu hồng, ký hiệu là chữ A này, đây là tăng trưởng theo tiềm năng sinh học của quần thể. Đường biểu diễn màu xanh được ký hiệu là chữ B, đây là tăng trưởng thực tế của quần thể. Vậy tăng trưởng theo tiềm năng sinh học là gì? Các em quan sát giúp cô ở đường biểu diễn màu hồng. Đây là đường biểu diễn tăng trưởng theo tiềm năng sinh học của quần thể. Thì trong điều kiện môi trường không bị giới hạn, sự cản trở của điều kiện môi trường ở đây là rất thấp hoặc là không có. Thì lúc này, nguồn sống sẽ dồi dào, thỏa mãn nhu cầu của cá thể. Lúc này, quần thể có mức sinh sản tối đa và mức tử vong tối thiểu. Sự tăng trưởng của quần thể tối đa và quần thể sẽ tăng trưởng theo tiềm năng sinh học. Đường cong biểu diễn là hình chữ G. Những loài có kích thước nhỏ, sinh sản nhanh, tuổi thọ thấp như là vi khuẩn hoặc nấm thì theo thời gian số lượng chúng tăng lên rất là nhanh, nhưng cũng giảm một cách đột ngột nếu điều kiện môi trường thay đổi đột ngột. Nhưng thực tế điều kiện môi trường sống không hoàn toàn thuận lợi thì lúc này tăng trưởng của quần thể sinh vật sẽ không tăng trưởng theo tiềm năng sinh học nữa. Cô và các em cùng quan sát đường biểu diễn tăng trưởng thực tế của quần thể. Ban đầu quần thể tăng trưởng chậm, lý do là kích thước của quần thể bé. Sau đó quần thể tăng trưởng rất nhanh, mức sinh sản lớn hơn mức tử vong. Và lúc này kích thước của quần thể sẽ đạt ở mức tối đa. Khi kích thước quần thể đạt đến mức tối đa thì các cá thể lúc này bắt đầu cạnh tranh gay gắt, sẽ dẫn đến là mức sinh sản giảm, mức tử vong tăng, cá thể nhập cư ít và xuất cư nhiều. Từ đó làm số lượng cá thể của quần thể sẽ đạt ở trạng thái cân bằng ổn định với giới hạn chịu đựng của môi trường. Điều này giải thích tại sao trong tự nhiên có một số quần thể cân bằng ổn định qua thời gian. Phần này các em đã được học rồi ở bài số 17 trong chương trình. Vậy bây giờ chúng ta có thể khái quát lại tăng trưởng thực tế của quần thể là như thế nào? Trong điều kiện môi trường bị giới hạn, về thức ăn giảm, kẻ thù tăng, dịch bệnh xuất hiện và hạn chế khả năng sinh sản, thì lúc này quần thể tăng trưởng theo thực tế, đường cong biểu diễn của nó là hình chữ S. Cô và các em vừa tìm hiểu xong 6 đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật. Bây giờ chúng ta đi vào phần cuối cùng của bài, đó là tăng trưởng của quần thể người. Dân số thế giới tăng liên tục, tăng mạnh mẽ từ cuối thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ thứ 21. Dân số ở Việt Nam vào năm 1945 là 18 triệu, năm 2004 là 82 triệu, năm 2017 trên 94 triệu, năm 2019 trên 96 triệu. Thì nguyên nhân của việc tăng trưởng liên tục ở quần thể người đó chính là những cái thành tựu về phát triển kinh tế xã hội, làm chất lượng cuộc sống được cải thiện, tuổi thọ được nâng cao. Vậy,
Việc tăng dân số quá nhanh như thế sẽ ảnh hưởng như thế nào đến môi trường và chất lượng cuộc sống? Khi dân số tăng quá nhanh và phân bố không hợp lý sẽ làm cho chất lượng môi trường bị giảm sút và ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống. Như vậy, chúng ta cần có những biện pháp nào? Biện pháp khắc phục thứ nhất là chúng ta sẽ tuyên truyền về giáo dục dân số. Thứ hai đó là phân bố dân cư hợp lý, vân vân. Thì đó là một số biện pháp cô đưa ra. Cô và các em vừa tìm hiểu xong bài 37 và bài 38. Bây giờ chúng ta sẽ củng cố kiến thức bằng một vài câu hỏi trắc nghiệm. Câu đầu tiên, khi nói về kích thước của quần thể, những nhân tố nào sau đây làm tăng số lượng cá thể của quần thể? A. Sinh sản và di cư. B. Sinh sản và nhập cư. C. Sinh sản và tử vong. D. Tử vong và xuất cư. Các em chọn cho cô đáp án đúng. Thì trong câu hỏi đầu tiên, nhân tố làm tăng số lượng cá thể của quần thể đó chính là sinh sản và nhập cư. Chúng ta sang câu hỏi thứ hai. Vì sao nhiều quần thể không tăng kích thước theo tiềm năng sinh học? A. Do điều kiện ngoại cảnh quá thuận lợi. B. Điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi. C. Nguồn sống dồi dào. D. Tỷ lệ sinh tử cao. Các em đọc kỹ câu hỏi và trả lời đáp án. Vì sao nhiều quần thể không tăng kích thước theo tiềm năng sinh học? Đó chính là điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi, thì làm cho thức ăn không đủ, rồi dịch bệnh xuất hiện, kẻ thù của các sinh vật xuất hiện nên nó sẽ không tăng theo tiềm năng sinh học được. Chúng ta sang câu hỏi thứ ba. Khi các yếu tố của môi trường sống phân bố không đồng đều và các cá thể trong quần thể có tập tính sống thành bầy đàn, thì kiểu phân bố của các cá thể trong quần thể này là A. Phân bố theo nhóm. B. Phân bố ngẫu nhiên. C. Phân bố đồng đều. Và D. Là phân bố theo độ tuổi. Đáp án ở đây đó là phân bố theo nhóm. Chúng ta sang câu hỏi thứ tư. Hình thức phân bố cá thể đồng đều trong quần thể có ý nghĩa sinh thái như thế nào? A. Các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi từ môi trường. B. Các cá thể tận dụng được nhiều nguồn sống từ môi trường. C. Các cá thể cạnh tranh nhau giành nguồn sống. D. Giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể. Các em chọn giúp cô đáp án. Trong câu hỏi số 4, hình thức phân bố cá thể đồng đều trong quần thể nó sẽ có ý nghĩa giữa các cá thể phân bố đồng đều, thì điều kiện môi trường sống ở đây là điều kiện phân bố đồng đều, và ở các cá thể có sự cạnh tranh nên ý nghĩa của việc này sẽ giúp cho giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể. Chúng ta sang câu hỏi cuối cùng. Ở điều kiện bình thường trong tự nhiên, quần thể thường có xu hướng ở dạng tháp tuổi nào? A. Dạng suy vong. B. Dạng phát triển. C. Dạng ổn định. D. Tùy tuần loài. Quần thể thường có xu hướng ở dạng tháp tuổi ổn định ở trong điều kiện tự nhiên. Cô và các em vừa tìm hiểu xong nội dung kiến thức ở bài 37 và bài 38. Cảm ơn các em đã theo dõi. Xin chào các em và hẹn gặp lại.